Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, hay tin cha Phêrô Nguyễn Văn Tường vừa bị đột quỵ, ai cũng xót xa trong lòng, thương tiếc cho cha, vị linh mục trẻ hết lòng nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa bệnh ung thư cho những người kém may mắn. Sau đây là phương pháp chữa bệnh ung thư của cha Nguyễn Văn Tường được các nhà khoa học đánh giá cao. Cha Nguyễn Văn Tường ở xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh chữa bệnh ung thư bằng phương pháp cháo nano và thảo dược nano. Vừa qua, cha cùng các cộng sự đã điều trị thành công cho 46 ca ung thư và 11 ca nan y khác. Trong đó, có nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã bị bệnh viện trả về. Phương pháp chữa bệnh ung thư đột phá này đã được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đánh giá cao qua các hội thảo và các buổi khảo sát thực tế. Tại các cuộc hội thảo, cha Nguyễn Văn Tường đã thuyết trình phương pháp chữa bệnh bằng công nghệ cháo nano và thảo dược nano cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế như sau. Công nghệ cháo nano bản chất là nước nano nấu với gạo. Trong đó, nước nano chính là nước kiềm đã qua hệ thống xử lý của máy Kangen thì trở thành cháo nano. Trong cháo nano có đầy đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể nhưng lại bỏ đói tế bào ung thư, khiến tế bào ung thư không phát triển được và dần bị tiêu diệt. Kết hợp với cháo nano là thảo dược nano, cây sạ đen có tên khoa học là Celestus hirsutii thuộc họ Celestiaceae có chứa chất antioxidants bảo vệ hệ thống miễn nhiễm. Qua nhiều cuộc hội thảo và các buổi làm việc thực tế, phương pháp chữa ung thư bằng công nghệ cháo nano và thảo dược nano đã được các nhà khoa học đánh giá cao về tính khoa học cũng như kết quả đạt được. Ông Vũ Đức Mối, giáo sư, tiến sĩ y khoa, đông y gia truyền, thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam, phó giám đốc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng cho biết: "Tôi đã được dự buổi hội thảo về cháo nano và thảo dược nano trong điều trị các bệnh ung thư tại Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh. Sau khi tham quan cơ sở điều trị và đặc biệt là được tiếp xúc với bệnh nhân ung thư điều trị chưa thành công ở các bệnh viện ung bướu đến đây, tôi nhận thấy bước đầu phương pháp kết quả điều trị là khả quan. Tôi tôn trọng và khâm phục kết quả bước đầu điều trị ung thư đã đạt được sau một thời gian ngắn. Các bệnh nhân tin tưởng và quý trọng những nhân viên y tế đang điều trị cho họ." Ông Trần Văn Tư, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Trung ương, Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam, nhiệm kỳ 1 phát biểu: "Tôi vào đây lần này là lần thứ 3 thấy hoạt động tại cơ sở của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường đã có kết quả tốt, kèm hiệu quả hơn so với lần 1 cách đây hơn 1 năm. Điều này thể hiện sự cố gắng lớn nhiều mặt của cơ sở nói trên, thiết thực, có lợi cho nhân dân. Bản chất việc làm của chi hội trên của chi hội trưởng là tốt, thể hiện cái tâm của những thành viên trên. Tuy nhiên, để tốt hơn nữa, cần có những sự rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời những vấn đề chưa phù hợp như tôi đã trực tiếp chia sẻ với các thành viên trên. Các nhà nghiên cứu không nên nhận quá nhiều bệnh nhân, tránh quá tải, đảm bảo quá trình chữa bệnh không ảnh hưởng đến địa phương. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng đồng thời làm việc với lãnh đạo địa phương để được giúp đỡ." Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Trung ương Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam cho biết: "Thực tế, chữa bệnh của cha Tường cùng các cộng sự tại điểm chữ thập đỏ ấp Rồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, bằng bệnh viện không tưởng trở về với thiên nhiên, bằng đức tin khỏi bệnh nhờ ăn cây cỏ, mang hạt giống, cháo nano và thảo dược, uống nước kiềm hóa đổi giúp người bệnh ung thư giải độc, nâng cao hệ miễn dịch, làm teo khối u, giảm đau đớn cho người bệnh. Từng bước giúp người bệnh vượt qua ung thư, trở thành người khỏe mạnh là minh chứng cho phương hướng chữa bệnh đúng đắn, có cơ sở khoa học. Trị bệnh, cứu người là hành động cao đẹp, đầy tình yêu thương." Ông Nguyễn Thanh Tòng, lương y quốc gia của Bộ Y tế chia sẻ: "Nước Mỹ phát triển như vậy, nhưng tỷ lệ ung thư cũng khá cao. Việt Nam nghèo nàn, nhưng tỷ lệ ung thư còn cao hơn. Vậy làm sao cho người dân chúng ta bớt khổ? Thì những người thầy ở đây đang ngày đêm tận tụy để giúp đời, cứu người." Ông DeVos, bác sĩ Tây Y ở Montana, USA cho biết:
Bằng chuyên môn y khoa, tôi không thể giải thích được phương pháp chữa bệnh kỳ diệu này. Nhưng khi đến đây, chính mắt tôi đã nhìn thấy những khối gạch nổi lên ở cổ của một bệnh nhân ung thư, tử cung ở Tây Ninh đã xẹp xuống sau một tuần ăn cháo nano và thảo dược nano. Cùng với đó là những kết quả phê chuẩn của bệnh viện lớn. Trước và sau khi ứng dụng phương pháp này, tôi buộc phải tin. Về Mỹ, vợ tôi cũng nấu cháo nano để tôi uống hàng ngày. Mặc dù tôi không bị bệnh, nhưng tôi cảm nhận được mỗi ngày uống cháo nano. Cơ thể tôi khỏe hơn, sức đề kháng tốt hơn. Gần một năm thử nghiệm dùng cháo nano, da dẻ của tôi rất hồng hào, đặc biệt là tóc. Những sợi tóc mới mọc lên là màu đen bóng, thay thế cho những sợi tóc bạc đã rụng nhiều. Tôi đánh giá, công nghệ cháo nano và thảo dược nano không chỉ có kết quả tốt đối với người bệnh mà còn tăng cường sức đề kháng và nâng cao sức khỏe của mọi người. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Lưu, giám đốc trung tâm ung bướu Bệnh viện 103, đại tá quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu. Tôi đã được nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường trình bày cơ sở khoa học của cháo nano, thảo dược nano, được trực tiếp khám và trao đổi với chính bệnh nhân ung thư. Trong đó có một bệnh nhân đến từ Na Uy, hai bệnh nhân đến từ Mỹ. Mặc dù cơ sở khoa học chưa thật sâu sắc, cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng chính bệnh nhân mà tôi được chứng kiến là những bằng chứng sống vô cùng thuyết phục mà nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường và các cộng sự đã đạt được. Là một bác sĩ nhiều năm trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân ung thư, tôi thấy cháo, thảo dược theo công nghệ nano là một hướng mở ra triển vọng cho người bệnh ung thư. Đề nghị nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường hoàn thiện cơ sở lý luận, hoàn thiện quy trình làm đề xuất để các cấp có thẩm quyền cho phép để người bệnh sớm được thụ hưởng thành quả. Chương trình khảo sát, nghiên cứu của các nhà khoa học tại cơ sở khám chữa bệnh của cha Nguyễn Văn Tường gồm nhiều nội dung. Ngay sau khi tới ấp Rồng Lớn, cha Nguyễn Văn Tường đưa các nhà khoa học đi thăm dây cơ sở chế biến cháo nano và khu sản xuất dược liệu quý hiếm phục vụ cho công nghệ cháo nano. Thoạt tiên là phòng nấu cháo nano và hệ thống máy nước Kangen, cha Nguyễn Văn Tường giới thiệu. Công nghệ cháo nano bản chất là nước nano nấu với gạo. Trong đó, nước nano chính là nước kiềm đã qua hệ thống xử lý của máy Kangen thì trở thành nước nano. Phía sau khu chế biến cháo nano là vườn thảo dược với hơn 10 loại thảo dược quý được tưới bằng nguồn nước kiềm như cây xạ đen, cỏ xạ hương, cả gai leo, xây thỉa canh, cây xương khỉ, cây dâu mèo, cây rong giềng đỏ, cây sói rừng, bạch hoa xà, thiệt thảo, đậu mắt cua, cha Nguyễn Văn Tường cho biết. Khi thăm khám, dựa trên bệnh án và thể trạng của tùy từng bệnh nhân mà có chế độ dùng cháo và thảo dược khác nhau. Tuy nhiên, tất cả bệnh nhân đều phải nghiêm ngặt tuân theo chế độ 100% là dùng cháo nano và thảo dược nano, không có bất cứ thức ăn hay thuốc men gì khác. Có bệnh nhân thì dùng một ngày 4 lít cháo và mỗi bữa nhai một lá xạ đen. Trong khi nhai thì nước miếng chính là chất kiềm cộng với men tiêu hóa sẽ giúp bệnh nhân hấp thụ tốt cháo và thảo dược nano. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.